các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn cái hợp đồng đặt cọc. Thưa quý vị và các bạn, đây là một cái hướng dẫn mang tính chất là định hướng cho quý vị để cho người nhận chuyển nhượng, người mua và người bán hạn chế đến mức thấp nhất những cái rủi ro trong cái quá trình mà mua bán, trong cái quá trình mà chuyển nhượng. Lý do tại sao tôi có một cái playlist đủ về cái hướng dẫn đặt cọc, vì tôi thấy hiện tại rằng là cái mặc dù cái trình độ kiến thức của người dân hiện tại rất là đã nâng lên, tuy nhiên thường thì ít có ai sẽ làm một cái hợp đồng đặt cọc trong đó ghi nội dung mà mua một cái tài sản 1 tỷ 2 tỷ mà chỉ ra ở cái chỗ photo để mà mua. Thì rõ ràng khi mua các bên thỏa thuận vui vẻ lắm, nhưng khi phát sinh tranh chấp thì chúng ta sẽ căng từng câu từng chữ rất là mệt mỏi, và lúc đó cho rằng tuy tôi bán thì tôi nghĩ tôi bán như vậy thôi, tôi không thể nào mà biết được trong cái nội dung đó, thậm chí tôi cũng không đọc làm gì, thì rất là buồn, phải không quý vị và các bạn? Thì hôm nay tôi có tiếp một cái vị khách hàng, họ đến, họ đưa cho tôi xem cái hợp đồng đặt cọc, mà thậm chí cái hợp đồng đặt cọc nó không có ghi ngày tháng. Thì tôi mới hỏi rằng là tại vì vậy thì chị nhớ đi, cái hợp đồng đặt cọc đó là ghi vào ngày nào, thì họ lại nói rằng không biết nhớ vào ngày đó hay không. Thì nội dung cái hợp đồng đặt cọc là như thế này: chị là người bán cái nhà, thì khi mà bán thì hai bên thỏa thuận với cái giá tiền là 1 tỷ đồng, và phía bên cái người mua đó họ đã đặt với số tiền là 100 triệu, và khi mà đặt cọc không ghi gì hết, không ghi gì về cái việc là đặt cọc và mất cọc như thế nào, cũng chẳng ghi về tiếp tục cái sau khi công chứng thì thời hạn là bao lâu. Rất là khó khăn, và khi mà cho đến thời điểm này thì đã gần như là 3 tháng trôi qua rồi, thì khi liên hệ với cái phía người đặt cọc á, phía người mua á, thì họ bảo rằng là bây giờ họ khó khăn lắm, họ không mua. Mà bây giờ quy định của pháp luật không mua thì mất cọc, không bán thì bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc. Vậy thì chúng ta quay lại vấn đề quy định của pháp luật nha quý vị và các bạn. Chắc chắn rằng trong những cái video hướng dẫn đặt cọc thì tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn những cái tình huống thực tế, cũng có thể rằng kiện tụng tranh chấp ở tòa, cũng có thể là những cái khách hàng đến với văn phòng, cũng có thể là những lời tư vấn qua điện thoại, và tôi sẽ cố gắng đưa cho quý vị và các bạn chính cái video hướng dẫn đặt cọc để quý vị và các bạn thấy rằng mình nằm trong trường hợp nào thì mình có thể gọi là biết thêm một chút kiến thức về đặt cọc, mua nhà, mua đất quý vị và các bạn ha. Vì đây là những cái video đầu tiên của hướng dẫn đặt cọc, thì tôi sẽ nói cho quý vị và các bạn quy định của đặt cọc của Bộ luật dân sự là như thế nào. Thưa quý vị và các bạn, đây là Bộ luật dân sự năm 2015. Thì trong cái Bộ luật dân sự năm 2015 có quy định cái điều 328 về đặt cọc. Thì trong điều 328 có 2 khoản, tôi sẽ đọc rất chậm và tôi sẽ phân tích từng cái điều khoản cho quý vị và các bạn một cách mộc mạc, một cách chân thành để quý vị và các bạn hiểu. Đồng thời nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái vấn đề nào đó cần phải hỏi về, không hẳn về đặt cọc mà những cái lĩnh vực khác mà quý vị thấy khó khăn, thì quý vị và các bạn cũng có thể gửi vài đường link và đến cho luật sư để luật sư được tư vấn. Cái khoản 1 quý vị, đặt cọc là việc một bên, sau đây được gọi là bên đặt cọc, giao cho bên kia, sau đây gọi là bên nhận cọc, một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác, sau đây được gọi chung là tài sản đặt cọc, trong một thời hạn để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng. Thưa quý vị và các bạn, thì để rõ hơn về vấn đề đặt cọc thì chúng ta sẽ được luật sư trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta tư vấn như thế này. Nói nôm na rằng ông A đưa một cái số tiền đặt cọc cho ông B, và cái có thể rằng đặt cọc mua một cái tài sản là nhà, đất, hoặc là một cái tài sản bất động sản, hoặc là động sản. Khi mà mua như vậy thì có thể chúng ta sẽ chồng bằng tiền, chồng bằng đô la, chồng bằng vàng. Nhưng những cái vàng tiền, những cái vàng đó, những cái đô la đó nhất thiết phải quy rằng bằng tiền Việt Nam nha quý vị. Một cái khoản tiền mình rõ rồi nha quý vị. Hôm nay tôi giao dịch với cái mức 1 tỷ đồng, hôm nay tôi đặt cọc cho anh với cái số tiền là 200 triệu, và tôi sẽ tiếp tục thanh toán phần còn lại là 800 triệu đồng. Tiền vàng, tôi bán cái căn nhà của tôi với giá là 200 cây vàng, nhưng mà bây giờ vàng là phải vàng 4 số 9 nha. Tôi nhận trước là số tiền là 30 cây vàng. Tôi có một cái vụ kiện như vậy đó quý vị và các bạn. Hai bên thống nhất là mua bán với cái nhà là 75 cây vàng. Thì khi mà mua bán thì đợt thanh toán đầu tiên thì 10 cây vàng, và cái phần vàng còn lại thanh toán vào cái lần sau. Thì thanh toán lần sau lại không ghi vàng cái độ tuổi. Thì hai bên mua họ bảo là họ thanh toán vào vàng thị trường, còn bên bán không, tôi thanh toán bằng cái vàng ròng, bằng 4 số 9. Và thế là phát sinh tranh chấp. Cho nên thông thường nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ ghi thẳng vào vàng 4 số 9, vàng thị trường, quý vị và các bạn, hoặc là vật có giá trị khác. Thông thường thì vật có giá trị khác thì cũng không rõ là cái việc là như thế nào. Tuy nhiên rằng là tôi cho rằng có thể rằng là đô la Mỹ, đô la Úc, đô la Canada. Thì khi mà đô la như vậy thì quý vị và các bạn nhớ nha, nếu quý vị và các bạn thanh toán trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam thì quý vị và các bạn nhất thiết phải mở ngoặc ra, đóng ngoặc lại. Trong mở ngoặc ra, đóng ngoặc lại chúng ta sẽ nói gì? Hai bên giao dịch mua cái tài sản này với giá là 200.000 đô. Mở ngoặc, theo báo Sài Gòn Giải Phóng, đô la là 22 chấm bao nhiêu đó, tương đương với 200.000 nhân với lại 22 chấm gì đó. Ok quý vị và các bạn ạ. Nếu trong trường hợp quý vị và các bạn thanh toán bằng tiền đô thì quý vị và các bạn phải có mở ngoặc, đóng ngoặc lại tương đương với bao nhiêu đó, tránh những cái trường hợp nó sẽ phát sinh những cái hàng loạt những cái tranh chấp là hợp đồng đó vô hiệu. Mà hợp đồng đó vô hiệu thì dẫn đến những cái nguy cơ. Thưa quý vị và các bạn, chắc chắn trong cái hợp đồng đặt cọc này chúng tôi sẽ quay lại nhiều hơn nữa, từ cái việc tư vấn cho đến cái việc tranh chấp hợp đồng đặt cọc, cho đến những cái trường hợp còn lại. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi liên quan tới việc đặt cọc thì quý vị và các bạn cũng có thể comment ở phía dưới cái hợp đồng đặt cọc để cho luật sư có thể dễ dàng hiểu được và tư vấn cho quý vị và các bạn. Trong trường hợp quý vị và các bạn có những cái câu hỏi đặc biệt, hoặc bây giờ mình mua cái tài sản này mà mình đã đặt cọc rồi mà bây giờ người ta không tiếp tục thực hiện hợp đồng, thì quý vị và các bạn cũng có thể alo cho luật sư thông qua cái phương tiện truyền thông miễn phí, có phí gì đó nha quý vị và các bạn. Ở trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta thì tôi cũng ghi nhận một số anh chị em có những cái trái tim. Tôi báo giá 1 đồng thì họ đã những cái quý khách họ đã đưa 3 đồng. Thì tôi bảo tại sao anh lại phải đưa tôi số tiền rất là lớn như vậy? Thì anh bảo rằng là tôi muốn chị Thu thông qua cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta lan tỏa cái kiến thức đến cho mọi người. Xin ghi nhận cái sự nhiệt tâm, nhiệt tình của anh. Và thú thật với quý vị và các bạn, xã hội thì có rất là nhiều những cái tầng lớp, từ cơ bản, từ giàu, trung lưu, thượng lưu và thậm chí đến siêu giàu. Cũng có những người ăn không hết, những người lần không ra. Tuy nhiên tôi vẫn giữ một cái chung nhất, những cái tâm, cái tình để bất cứ ai bước vào văn phòng và họ đã được tháo gỡ bằng thông qua cái kiến thức pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ sẽ không nói nhiều về vấn đề này bằng cái kiến thức pháp luật. Trong cái quá trình hành nghề hơn 10 năm, tôi sẽ giúp cho quý vị và các bạn thông qua cái kênh Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi mà quý vị và các bạn đang ở nước ngoài, quý vị và các bạn có những cái câu hỏi mà quý vị đang ở vùng miền xa xôi, thì quý vị và các bạn hãy cứ mạnh dạn gọi cho tôi. Có thể rằng tôi sẽ không trả lời một cách đầy đủ hoàn tất, nhưng thông qua cái câu chuyện đó tôi lên một cái video phục vụ cho đông đảo số lượng tất cả mọi người. Còn nếu như trong trường hợp quý vị và các bạn gửi cái tin nhắn mà luật sư chưa kịp hoặc là chưa có thể trả lời được, mà quý vị rút lại những cái câu hỏi và quý vị và các bạn có những cái phản ứng rằng là tôi sẽ không tư vấn nữa, thì cũng là do giữa luật sư và quý vị và các bạn chưa có cái duyên thôi. Tôi nói thật với quý vị và các bạn, tôi vẫn muốn giúp quý vị và các bạn trong khả năng sức lực nếu được. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tôi san sẻ những cái kiến thức pháp luật. Chắc chắn trong cái vấn đề là hướng dẫn đặt cọc, tôi sẽ đưa thêm một cái playlist. Và nếu như trong trường hợp mình chỉ cần đặt Google, mình chỉ search lên một cái chữ đặt cọc, thì chúng ta sẽ thấy được toàn bộ cái kiến thức pháp luật liên quan đến việc đặt cọc. Video kế tiếp thì tôi sẽ đưa thêm cho quý vị và các bạn vào cái khoảng 2 của điều 328 đặt cọc. Quý vị và các bạn nhớ đón xem. Xin trân trọng cảm ơn.